Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với The Shop và như các bạn đã có thể đọc qua cái tiêu đề rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện độ phòng của mái tóc và cách chúng ta sẽ tạo kiểu lại sau khi độ mẫu nguy hiểm nó sẽ là như thế nào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về câu chuyện tạo độ phòng và ổn định độ phòng cho mái tóc trước. Việc thứ nhất, việc tạo độ phồng rất đơn giản rồi với thời điểm hiện tại mình nghĩ cái việc tạo độ phòng cho mái tóc gần như là ai cũng làm được rồi. Nhưng mà để mà ổn định được độ phồng lên mái tóc thì liệu các bạn đã thật sự chăm chú vào cái vấn đề này chưa? Thì thường đối với vấn đề này ấy thì các bạn sẽ gặp phải ở trong quá trình các bạn sấy tạo kiểu cũng như ở trong quá trình các bạn apply sản phẩm vô tóc lên. Đặc biệt đối với những bạn nào vội thì cái việc để các bạn ổn định được cái sợi tóc của các bạn cũng như ổn được độ phồng của mái tóc của các bạn rất khó. Bởi vì tại sao? Thứ nhất đối với trường hợp ổn định độ phồng, chúng ta sẽ có hai bước chính mà các bạn hết sức lưu ý hộ mình trong quá trình mà chúng ta xấy cũng là vuốt tóc tạo, tạo kiểu. Đầu tiên đó chính là cái bước xấy tóc đúng rồi. Trong quá trình xấy tóc thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến rất nhiều cái lượng nhiệt nóng để chúng ta có thể tạo được độ phồng đến cho mái tóc của chúng ta. Và các bạn cũng nhớ lưu ý cho mình nhá Đối với những cái việc mà chúng ta cần tạo độ phồng nhiều cho mái tóc ấy, thì các bạn cũng phải lưu ý đến cái hướng gió cho mái tóc hộ mình. Thì đây cái hướng gió của chúng ta ta lúc nào cũng vậy muốn càng nhiều độ phồng thì chúng ta phải đóng cái luồng gió của chúng ta từ dưới phần chân tóc hất lên phần ngọn thường các bạn sẽ có thói quen là sấy ngang như này và khi các bạn sấy ngang như này ấy, thì cái gió của chúng ta sẽ thổi ngang ra và cái độ phồng của ta sẽ không được quá tối ưu ngược lại đối với cái việc mà các bạn sấy cái tóc của chúng ta nó hướng từ dưới lên thì cái độ phồng của ta sẽ rất là được đảm bảo thì đấy là một trong những cái lý do đầu tiên mà các bạn phải lưu ý còn đối với vấn đề thứ hai đó chính là cái việc mà các bạn phải để cho mái tóc của các bạn nghỉ sau khi các bạn đã sấy tóc xong thì đây là một trong những cái điều mà gần như mình thấy khá nhiều bạn đang bỏ quên vấn đề này vì tại sao như mình đã nói trong quá trình sấy tạo kiểu chúng ta cần sinh ra nhiều nhiệt ở trong chiếc máy sấy để cái sợi tóc của chúng ta nó nghe lời chúng ta hơn và tạo được nhiều độ phồng hơn thì quá trình khi mà chúng ta sấy xong tạo phồng xong thì các bạn hãy ngay lập tức chuyển sang cho mình mức sấy lạnh và chúng ta sẽ sấy phủ đều lên mái tóc để làm sao chúng ta loại bỏ được hết toàn bộ cái lớp gió nóng cũng như là cái độ nóng của sợi tóc chúng ta ra và sau đó chúng ta hãy để tóc nghỉ khoảng tầm từ hai chuyến ba phút để mái tóc của chúng ta có thể được ổn định cái độ phồng lại và bên cạnh đó nữa trong quá trình đấy cái sợi tóc của chúng ta động trong trong quá trình nó cứng nó ổn định lại ngay lập tức khi mà các bạn vừa sấy tóc xong tóc các bạn vẫn còn đang nóng ấy nếu các bạn vứt ngay lập tức một sản phẩm vuốt tóc lên mái tóc thì cái độ nặng của sản phẩm vuốt tóc nó sẽ làm giảm đi rất nhiều cái độ phồng mà các bạn vừa cố gắng hết sức để nó có thể tạo được cái độ phồng đó chính vì vậy cho nên các bạn hãy nhớ hộ mình khi mà chúng ta sấy tạo kiểu xong nên để tóc nghỉ để ổn định độ phồng sau đó chúng ta hạng up lại một sản phẩm vuốt tóc nha và vấn đề cuối cùng đều là một trong những lỗi mình thấy khá nhiều bạn gặp phải đó chính là vấn đề này thường gặp phải ở những bạn vội đó chính là chúng ta không cho mái tóc của chúng ta có thời gian ổn định sau khi chúng ta đã sử dụng một sản phẩm tạo kiểu đây là một trong những cái khi rất quan trọng các bạn phải tập trung vào hộ mình thứ nhất mình tại sao đối với các dòng sản phẩm xăm vô tóc sản phẩm có dưỡng sản phẩm không có dưỡng nhưng đa phần các dòng sản phẩm xăm tóc thời điểm hiện tại khi mà apply lên mái tóc của bạn ấy nó sẽ tạo độ ẩm ban đầu dành cho mái tóc của bạn độ ẩm này để làm gì nó tạo cho cái quá trình apply cũng như là cái quá trình tạo kiểu của các bạn nó trở nên smooth hơn nó mềm mại hơn nó thoải mái hơn đối với một số sản phẩm nó sẽ tạo độ bóng và trong trường hợp này các bạn không nên đội mũ bảo hiểm ngay sau khi các bạn vừa tạo kiểu xong đội mũ bảo hiểm vào ngay lúc này ấy, nó sẽ làm mái tóc của bạn bị bết bị dính và khi các bạn đội mũ bảo hiểm vào độ phồng của bạn gần như sẽ không còn có thể tạo kiểu lại được nữa các bạn sau khi tạo kiểu xong nên để mái tóc của chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ khoảng tầm từ 5 cho đến 10 phút tùy vào cái độ ổn định cũng như là tùy vào cái thời gian khô của sản phẩm mà chúng ta nên chọn cái khoảng thời gian nào phù hợp dành cho cái mái tóc của chúng ta để nó có thể lấy lại được độ ổn định lấy lại được độ phồng và lấy lại được cái form của nó và sau đó các bạn hãy đổ mũ hiểm lên và chúng ta tạo kiểu lại sau khi đổ mũ hiểm nó sẽ rất dễ dàng tương tự với những bạn nào dùng gôm cũng như là vậy các bạn dùng gôm xong các bạn cũng nên để mái tóc của bạn có thời gian nghỉ có thời gian thở có thời gian ổn định form tóc và sau đó chúng ta đội mũ bảo hiểm lên sẽ rất dễ để có thể tạo kiểu lại thôi và tất nhiên rồi đối với một số trường hợp thì sau khi chúng ta đội mũ xong bỏ mũ ra chưa có thể ngay lập tức tạo kiểu lại được với độ phồng như ban đầu mà chúng ta mong muốn thì cái này cũng phải nói luôn khi chúng ta đã đội bảo hiểm để mà tạo kiểu lại được 100% so với hàng kiểu tóc ban đầu thì rất là khó gần như là không thể đặc biệt với những sản phẩm nào có độ kết dính cao thì các bạn cũng phải để cho mái tóc có một khoảng thời gian để nó có thể lấy lại được cái nhiệt độ lấy lại cái độ khô và lúc đó chúng ta mới có thể tạo kiểu lại được nha và nếu mà các bạn đã cần mình review hoặc phân biệt bất kể sản phẩm gì hoặc các bạn muốn biết thêm trong thị chi tiết nào về các bài tóc của bạn nữa thì các bạn hãy nhớ để lại phần comment cho mình và đặc biệt nha nếu các bạn đang cần bọn mình hỗ trợ cũng là tư vấn sản phẩm thì các bạn có thể nhắn tin vào fanpage của The shop nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.